Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Siêu Như Game Play. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 Ultraman mạnh nhất trong thời kỳ Showa, thời kỳ vàng của series Ultraman, nơi các anh hùng ngoài hành tinh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Nào, hãy cùng bắt đầu với vị trí số 10 nhé. Ở vị trí thứ 10 là Ultraman Leo, chiến binh mạnh mẽ đến từ hành tinh L77, nơi đã bị quái vật hủy diệt. Sự mất mát này khiến Leo trở thành một chiến binh đầy căm hận và luôn quyết tâm bảo vệ trái đất. Điểm mạnh: Leo là một bậc thầy võ thuật với các đòn cận chiến độc đáo, kỹ năng chiến đấu linh hoạt cho phép anh đối phó tốt với những kẻ thù có tốc độ cao và sức mạnh hủy diệt. Điểm yếu: dù mạnh mẽ nhưng Leo lại dễ bị tổn thương khi đối mặt với những đòn tấn công kéo dài, đặc biệt là khi sử dụng sức mạnh quá mức. Về fan hâm mộ, Leo có khoảng 50.000 người yêu thích, đặc biệt là những ai đánh giá cao tinh thần chiến đấu bất khuất và tình yêu dành cho trái đất của anh. Ở vị trí thứ 9, chúng ta có Ultraman 7. Là một Ultraman có sự thông minh về chiến lược và kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, anh là một chiến binh đặc biệt trong đội bảo vệ trái đất, nổi bật với vũ khí Ice Slugger, lưỡi dao sắc bén trên đầu. Điểm mạnh: Ultraman 7 không chỉ mạnh mẽ mà còn tinh tế trong chiến đấu. Anh thường quan sát, phân tích điểm yếu của đối thủ trước khi tung đòn tấn công chí mạng. Về điểm yếu, khả năng phòng thủ của Ultraman 7 hạn chế khi phải đối đầu với các quái vật lớn có sức mạnh vượt trội. Và về lượng fan hâm mộ, Ultraman 7 là Ultraman được yêu thích nhất nhì trong loạt Showa, thu hút khoảng 70.000 người fan trung thành vì phong thái chiến đấu kiên cường và tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ. Vị trí thứ 8 thuộc về Ultraman Taro, con trai của Ultra Father và Ultra Mother, người được thừa hưởng dòng máu dũng cảm mạnh mẽ của gia đình Ultra. Anh là chiến binh kiên định với lòng dũng cảm vô song. Về điểm mạnh, Taro nổi tiếng với chiêu thức Stream Beam, có khả năng tiêu diệt cả những kẻ thù mạnh nhất. Về điểm yếu, Taro thường vội vàng tấn công mà ít khi suy nghĩ tới chiến lược, khiến anh dễ gặp khó khăn trong các trận chiến phức tạp. Về lượng fan hâm mộ, Taro được fan yêu thích vì lòng kiên cường và tính cách hồn nhiên. Anh có tới 80.000 người hâm mộ. Đứng ở vị trí thứ 7, chúng ta có Ultraman A. Ultraman A là một Ultraman sở hữu số lượng chiêu thức phong phú nhất. Anh là biểu tượng của sự linh hoạt và sức mạnh đa dạng. Về điểm mạnh, A có thể sử dụng nhiều chiêu thức như Metallium Beam, tái tạo năng lượng, giúp anh thích nghi và chiến đấu hiệu quả với mọi loại đối thủ. Về điểm yếu, sử dụng quá nhiều beam cùng lúc dễ làm anh hao tổn năng lượng, khiến A dễ mất sức nếu trận chiến kéo dài. Về lượng fan hâm mộ, A có khoảng 65.000 người hâm mộ, thu hút những fan yêu thích lối đánh đa dạng và sáng tạo của anh. Tiếp theo là Ultraman Zack, chiến binh biểu tượng của sự bền bỉ và quyết tâm không bỏ cuộc dù phải đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào. Về điểm mạnh, Zack có sức bền cao, có thể kiên cường đấu với các loại quái vật lớn mà không dễ dàng bị kiệt sức. Điểm yếu, anh ít có chiêu thức tấn công đặc biệt, điều này khiến anh phụ thuộc vào sức mạnh thể chất hơn là chiến lược. Về lượng fan hâm mộ, Zack có khoảng 55.000 fan, đa số là những người yêu thích tinh thần kiên nhẫn và quyết tâm mạnh mẽ của anh. Ở vị trí thứ 5 là Zoffy, chỉ huy tối cao của đội Ultra Brother. Zoffy không chỉ mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của lòng trung thành và sự tận tụy. Điểm mạnh, Zoffy có khả năng lãnh đạo xuất sắc và sức mạnh ổn định, là trụ cột tinh thần của toàn bộ đội Ultra. Về điểm yếu, là chỉ huy, Zoffy thường ít tham gia chiến đấu trực tiếp, khiến kỹ năng chiến đấu cá nhân của anh không được phát huy tối đa. Về lượng fan hâm mộ, Zoffy có khoảng 60.000 lượng fan yêu thích. Zoffy được xem như là một người thầy và là người anh em lớn của các Ultraman khác. Ở vị trí thứ 4 là Ultra Father, là vị lãnh đạo tối cao của các Ultra Brother. Ông là một Ultraman mạnh mẽ và được tôn kính. Về điểm mạnh, Ultra Father có khả năng bảo vệ và chữa lành các Ultraman khác, là trụ cột tinh thần của toàn đội. Về điểm yếu, dù là một Ultraman mạnh mẽ, nhưng Ultra Father thường giữ vai trò lãnh đạo và chỉ can thiệp khi có tình huống thực sự nguy hiểm. Về lượng fan hâm mộ, Ultra Father có hơn 75.000 fan trung thành, những người ngưỡng mộ quyền uy và tình yêu của ông dành cho đội Ultra. Ở vị trí thứ 3 là Mother of Ultra, người mẹ của toàn bộ Ultra Brother, xứng đáng đứng ở vị trí thứ 3 vì bà là biểu tượng của lòng yêu thương và sự hy sinh. Về điểm mạnh, Mother of Ultra có khả năng hồi phục và chữa lành cho các Ultraman, giúp họ nhanh chóng phục hồi sức mạnh sau trận chiến. Về điểm yếu, Mother of Ultra không mạnh về tấn công,
nhưng sức mạnh về tình yêu của bà đủ để bảo vệ các Ultraman khỏi nguy hiểm. Về lượng fan hâm mộ, bà có khoảng 85.000 fan, những người yêu quý bà vì sự dịu dàng và khả năng bảo vệ các đứa con của bà. Vị trí thứ hai chính là Ultraman đầu tiên, hay còn gọi là Ultraman Hayata. Anh không chỉ là một chiến binh mà còn là biểu tượng của sự hy sinh và lòng dũng cảm. Về điểm mạnh, Ultraman có sức mạnh tinh thần lớn lao, sẵn sàng đối đầu với mọi nguy hiểm để bảo vệ trái đất. Về điểm yếu, không có sức mạnh áp đảo, nhưng Ultraman luôn vượt qua giới hạn của mình để chiến đấu vì lý tưởng. Về lượng fan hâm mộ, Ultraman Hayata là Ultraman có tới 100.000 người fan hâm mộ vì ảnh hưởng sâu đậm của anh tới lịch sử Ultraman. Và đứng đầu không ai khác là Ultraman King, Ultraman mạnh mẽ và quyền uy nhất, là người mà tất cả Ultraman đều kính trọng. Về điểm mạnh, King sở hữu sức mạnh không giới hạn, giúp ông luôn nắm thế thượng phong trong bất kỳ trận chiến nào. Về điểm yếu, Ultraman King chỉ xuất hiện và can thiệp vào một trận chiến khi không còn sự lựa chọn nào khác. Về lượng fan hâm mộ, với hơn 90.000 người yêu thích, Ultraman King là biểu tượng của sức mạnh tối thượng. Đó là top 10 Ultraman mạnh nhất thời kỳ Showa. Bạn yêu thích Ultraman nào nhất? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm những video hấp dẫn hơn.